quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Ca Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chuối Laba là một loại trái cây được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là những du khách muốn mua một món đặc sản làm quà khi có dịp đến với Lâm Đồng. Thế nhưng trên thị trường hiện nay lại có rất nhiều những loại chuối gần giống với chuối Laba được bán dưới cái thương hiệu của chuối Laba. Vậy thì người tiêu dùng của chúng ta phải làm gì để có thể phân biệt được và mua đúng loại chuối Laba thơm ngon này? Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp Thúy Vy, gặp gỡ anh Nguyễn Tấn Chơi là chủ nhiệm hợp tác xã thương mại dịch vụ Laba Phú Sơn sẽ tư vấn giúp cho chúng ta cách lựa chọn chuối Laba quý vị nhé. Vâng, xin chào anh ạ. Thưa anh, Thúy Vy thấy là trên thị trường có rất nhiều loại chuối gần giống với chuối Laba mà chúng ta đang để ở đây. Vậy thì người tiêu dùng khi mà đi mua thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được và mua đúng chuối Laba? Muốn mua đúng cái chuối Laba thì trước hết ta cần, thứ nhất là để nhìn vào cái nải chuối. Thứ nhất là trái chuối là có gân, bóng và xanh. Đó. Ngọn cái đầu trái chuối đều có còn nhiều cái núm khô chưa được rụng. Đó là gọi là cái đặc trưng của cái chuối Laba. Nếu mà các loại chuối khác là cái núm, khi cái núm này nó chuẩn bị già thì nó sẽ rụng trước. Còn riêng chuối Laba khi đã già và đến chín thì những cái cuống, cái đầu cuống là vẫn còn giữ nguyên. Đó. Là cái đặc trưng của cái chuối Laba. Dạ, thưa anh, vậy thì giá cả của chuối Laba hiện nay trên thị trường như thế nào ạ? Riêng cái chuối Laba ở trên thị trường hiện bây giờ thì nó cũng nhiều loại giá. Ví dụ như là những cái hàng cân thì thuộc theo cái buồng chuối theo loại. Từ 40 kg trở lên gọi là giá 6.000, mà từ 20 kg lên 40 kg thì là 5.000. Với những cái nải chuối còn xanh như thế này, khi mà mua về thì chúng ta giấu như thế nào để mà nó chín đều và giữ được cái độ thơm ngon và dẻo của chuối ạ? Rồi. Nếu mà cái chuối này ta để mà rắm để cho nó được màu và thơm ngon thì thường thường là ở đây kinh nghiệm giấu thì 10 cái nải chuối như thế này, là 10 nải như thế này là ta mua 1.000 đá bia. 1.000 đá bia là bằng ngón tay thì ta sẽ bỏ một đĩa bia chính giữa và ta ướp chuối vô chung quanh, ta sẽ lấy bịt hết kín hơn. Thì nếu trường hợp ta để lại dùng tại chỗ thì khoảng từ 1 đến 3 đêm là bung ra là ta ăn luôn. Nếu mà đưa đi xa thì chỉ cần vú một đêm và đóng vô thùng để đưa đi, để cho cái sự bảo quản khi thời gian chuyển đi tới nơi thì chuối nó không bị nũng và rụng cuột. Ngoài cái cách giấu bằng đá bia để mà vận chuyển đi xa thì nếu mà gia đình để ăn tại chỗ thì mình có cái cách nào để giấu chín khác hay không ạ? Riêng mà đã đi xa rồi thì cái đó là mình phải giấu theo cái công nghệ. Còn nếu mà về gia đình mà mình thông thường thì nó có 3 loại giấu. Thứ nhất là giấu bằng nhang, và thứ hai nữa là vú bằng đèn, thứ ba nữa là vú lá thầu đâu, gọi là lá xoan bây giờ. Thì thế là vú mà nó vừa là vú lá, nó vừa thơm và vừa ngon và giữ được cái hương vị của chú. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Tấn Chơi về những cái thông tin đã chia sẻ đến Thúy Vy cũng như khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn anh rất nhiều. Và quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng qua phần tư vấn vừa rồi đã giúp cho quý vị và các bạn có nhiều mẹo nhỏ trong việc chúng ta phân biệt chuối Laba với những loại chuối khác trên thị trường, cũng như là cách bảo quản và vận chuyển chuối đi xa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị trở lại với trường quay của Bình Minh Ca Nguyên. Là cái đứa trẻ nó không biết là bây giờ nó nên nghe ai nữa, nó nghe bản thân nó hay nó nghe cái người hướng dẫn nó. Bởi vì bạn nuông chiều nó tới một cái mức nào đó, bây giờ nó bảo bạn đứng lên, bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống, đúng không? Vậy thì bây giờ nó nghe nó hay nó nghe bạn đây?